Đức Anh gửi lời chào đến tất cả mọi người đang theo dõi kênh Phan Thiết Phố. Và hôm giờ thì Lê Hiếu nghe nói là ở Phan Thiết có một cái quán bún riêu rất là nổi tiếng và ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà Lê Hiếu vẫn chưa đến đây để khám phá. Và đó là cũng là một trong những tổn thất của Lê Hiếu đó. Nhưng mà nhân dịp hôm nay thì Lê Hiếu sẽ giới thiệu đến mọi người quán bún riêu này ở địa chỉ là 110A Trần Phú và đối diện với lại trường trung học cơ sở Trần Phú luôn. Quán mang tên là quán bún riêu của Hòa. Bây giờ thì Lê Hiếu mời mọi người vào trong để xem quán bún riêu của Hòa có gì mà đức tiếng đến như vậy nhé. Con chào cô. À. Dạ cô tên gì ạ? Tên cô Hòa. Dạ cô Hòa luôn. À là cô Hòa là chủ của quán tiệm cô Hòa bún riêu luôn. Dạ, vậy là ngày trước giờ là cô Hòa là người thành lập ra quán bún riêu. À, hai chi nhánh 1 và chi nhánh 2. Đây là chi nhánh 2. À dạ, chi nhánh 1 là nằm ở đâu cô? Ở 152B, Trần Quý Cáp. Trần Quý Cáp, dạ. Còn đây là chi nhánh 2, hiện tại là hai chi nhánh hoạt động luôn. Hai chi nhánh hoạt động. Dạ. Chi nhánh 152B thì dạ, từ 5 giờ đến 9 giờ là hết. 5 giờ sáng. Đến 9 giờ. Đến 9 giờ là mình dẹp rồi. 9 giờ chị. Dạ. Còn chi nhánh 2 dưới đây cũng 5 giờ. Dạ. Mà đến tới 12 giờ hoặc 1 giờ. À là tới trưa luôn, 12 giờ hoặc 1 giờ. Buổi tối là không bán hả cô Hòa? Buổi tối có bán từ 2 giờ đến 2 giờ đêm. À nghĩa mình nghỉ 1-2 tiếng rồi mình bán tiếp. Thì tính ra là cả ngày mọi người có thể đến đây để ăn được bún riêu của Hòa luôn. Đúng. Dạ. Con nghe mọi người khen rất là nhiều nhưng mà con được bị cái là con chưa từng đến đây ăn. Nó tiếng một cái là như vậy. Dạ, vậy quán bún riêu mình là ngon nhất là cái gì cô? Tại sao mà mọi người khen vậy cô? Cua và gạch cua với mình nấu đồ là không có hầm phẩm màu quá chất. Dạ. À, mình nấu bằng sự thật. Dạ. À, nấu bằng sự thật hả? Nghe dễ thương chất lượng của thịt heo mà ra. À, chứ dạ, mình không pha hóa chất một cái gì. Dạ. Tẩm vô trong gia vị của thịt heo. À dạ. Ở đây thì Lê Hiếu vào, Lê Hiếu đầu tiên là cái cảm giác nè. Ở quầy của cô Hòa sạch sẽ cực kỳ luôn nha. Không có một cái vết gì. Anh thấy rất là sạch. Và tất cả mọi thứ ở đây thì cô Hòa sử dụng bằng inox toàn bộ hết. À, và cái quầy của cô Hòa, đồ ăn của cô Hòa để luôn luôn có nắp đậy sạch sẽ. Cua đây là thật sự. Dạ. Mặt vàng ở trên là gạch của cua. Dạ. Ta ăn bún riêu ta nhờ cái hương vị cua. Dạ, thật sự. Đúng rồi, bún riêu là nhờ vào cua hết. Cua ngon, miếng ngon đúng, đúng không? Rồi. Dạ. Đúng thu cua thật sự đó thì tô bún riêu ăn mới đậm đà và ngon hấp dẫn. Dạ. Cho ngon mừng những người khách hàng. Dạ. Nên người ta lui tới đây á. Dạ. Là người ta ta ghiền về trên vấn đề á mà cua. Dạ, cua. À, cua của mình làm thật sự á con ạ. Dạ, à. Dạ. Nên nó ăn ngon, nó béo, thơm, nó béo, nó thèm, dạ, thơm. À, làm tô bún họ người ta ăn nó rất là ngon miệng. Dạ, từ chỗ này con thấy có thêm mấy cái phần đuôi heo ha. Đuôi heo rồi giò tai, ví dụ khách thích ăn cái gì. Dạ. Ví dụ khách thích ăn dạ, đuôi heo. Ôi đuôi heo ngon quá. Dù khách thích ăn giò. Dạ đó, con cũng khoái ăn đuôi heo lắm á nha. Dù khách thích ăn tai. Dạ. Đó, nói chung là đầy đủ. Còn nếu mà mình ăn bình thường cũng được. Thịt lát nhìn nó cũng tươi lắm. Dạ. Đồ ngoại làm ở đây nói chung là có giấy tờ của vệ sinh an toàn thực phẩm của bên thịt heo người ta bỏ mối cho mình hàng ngày đó con. Dạ. Tại mình để một cái bản cam kết rồi. Dạ. Thì mình phải phục vụ. Dạ, ở đây là bản cam kết của cô Hòa nè. Mọi người nhìn đây nha. Thì Lê Hiếu thấy nè, đây bản cam kết nè. Với phương châm sức khỏe là vàng. Ừ. Quán bún riêu cô Hòa cam kết sử dụng nguyên liệu tươi, sạch. Kính chúc quý khách ngon miệng, dễ thương quá ha. Cái này thì Lê Hiếu đi cái thời gian nó hơi trễ một tí á, tại vì Lê Hiếu muốn là nó hơi vắng một xíu để dễ nói chuyện với lại cô Hòa, với lại cái thời gian này thì mọi người cũng ít ăn hơn. Rồi buổi sáng sớm thì mọi người ăn rất là nhiều. À, đây thì Lê Hiếu gọi một tô bún riêu, trong đó có đuôi heo nè, tại Lê Hiếu thích ăn đuôi heo đó. Với lại đuôi heo ở ngoài mua cũng mắc nha. Đúng. Còn rồi, mua một cái đuôi không là đã 40.000 rồi á. Dạ, ở Phan Thiết thì bán đuôi heo giá nó hơi cao á, gần 200.000 ký. Dạ. Một cái đuôi heo này là đã thấy nhiều rồi. Làm khổ nhất là cái cua, cái gạch cua, lấy cái gạch cua con. Dạ. Chạo lấy một xí rất là khổ. Ừ. Mà phải ăn bún riêu, phải nhờ cái đó bé. Dạ, cua đúng rồi. Dạ, bún riêu là phải có cua ngon. Lê Hiếu đã gọi cho mình một tô đuôi heo rất là ngon nha. Ở Phan Thiết mà để đi tìm đuôi heo để ăn cũng rất là khó đó nha. Tại vì ít chỗ bán đuôi heo lắm. Bên này thì vừa được ăn bún riêu, vừa được ăn cua, vừa được ăn chả và vừa được ăn đuôi heo luôn. Và một tô như thế này là 50.000. Đây là cái giá cao nhất ở tại bún riêu cô Hòa. Còn lại trung bình bình dân lắm đó, 25.000 là mọi người có một phần ăn sáng, ăn tối, ăn khuya gì đó là rất là rẻ nha. Thì đầu tiên thì Lê Hiếu thấy là ở trên bàn nè, sạch sẽ là sẽ là điều đầu tiên mà Lê Hiếu cảm thấy tới chỗ đặt chân tới chỗ quán của họ là đã thấy điều đó rồi.
mọi thứ dường như rất là tươm tất và bóng lưỡng, nghĩa là cô Hòa giữ vệ sinh rất là kỹ. Rồi bây giờ thì Lê Hiếu xin mời mọi người cùng thưởng thức bún riêu cô Hòa cùng với Lê Hiếu nha. Là Lê Hiếu sẽ ưu tiên cái việc là ăn cái cua này trước. Cái cua này là cô Hòa nói là cô Hòa làm sạch sẽ và ngon nhất nè. Thử thử qua nha. Cô Hòa làm thơm và rất là ngon luôn. Thơm quá ta. Thơm mà tan trong miệng luôn á. Này ăn nghiện ta. Cái vị của nó ngọt nhẹ, rất là thơm, thơm cái mùi của gạch cua á mọi người. Em thử nước dùng bên của Hòa như thế nào ha. Ngon quá ta. Rất là mặn mà, đậm đà. Và cái mùi của mắm tôm nó thơm ơi là thơm. Mùi mắm tôm nó nhẹ thôi nha, mà nó rất là thơm và hòa quyện vào trong cái nước dùng của cô Hòa nấu nè. Đậm đà và thơm lắm. Chắc chắn là Lê Hiếu sẽ ghé tới một lần nữa để ăn quán cô Hòa nha. Mà chắc là nhiều lần luôn. Đây, đuôi heo đây mọi người. Mà Hiếu thích ăn cái đuôi heo này, lý do là cái đuôi mà ở phía phần ngoài, cái lớp da nó béo nè. Nên nhừ ha, nhừ ngon ha, thịt tươi nên là đỏ, mà có cái màu đỏ nhẹ. Nên rất là nhừ luôn. Ngon quá, thơm quá. Cái đuôi heo nó vẫn thơm, thôi mình cầm nha, mình cầm cho dễ ăn nha. Hủ nó thấm với lại nước, cái nước dùng á, là nó ngon theo cái vị của nước dùng luôn. Mà nó thơm thơm, nó thơm thơm mùi đậu hũ vậy. Rồi ăn chung với rau nhé. Đúng rồi, có thêm rau má ngon, đắng đắng đã. Chị cho em thêm ít rau má nữa chị. Dạ. Tại thích ăn rau má quá, nhưng mà trong rổ cũng có mấy cọng đuôi heo nè. Ở phía phần da heo á, hay mà mọi người ăn cái phần da heo á, mọi người sẽ thấy là cái da heo là một trong những collagen á, mà tốt cho da của phụ nữ nha. Đây, da heo là thành phần collagen rất là nhiều. Hôm trước Hiếu nghe một anh bác sĩ anh nói vậy á, nên từ đó sao là Hiếu rất là thích ăn da heo. Heo của cô Hòa làm tươi sạch sẽ, ở đây cạo sạch bóng mà không thấy lông gì hết. Đó, cạo kỹ mới được như vậy nha, chứ không là mình còn lông là mình ăn cũng khó. Hôm nay đã được mở mang tầm mắt bởi bún riêu của Hòa rồi nha. Bún riêu của Hòa cực kỳ ngon luôn. Và Hiếu thích nhất là tất cả, như dù như là nước dùng rất là đậm đà nè, rồi heo hầm mềm, nhưng mà cái đuôi heo nữa là ngon tuyệt vời. Cộng với đó là cái phần cua á, cô Hòa làm rất ngon. Và ở đây thì không gian rất là sạch sẽ. Và nếu như mà mọi người yêu thích bún riêu của Hòa thì mọi người hãy đến địa chỉ là 110A Trần Phú, và đối diện trường trung học cơ sở Trần Phú luôn, để ủng hộ quán bún riêu của Hòa. Và cô Hòa rất là vui vẻ, nhiệt tình và dễ thương lắm. Bây giờ thì Lê Hiếu cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, hãy nhớ cho Lê Hiếu một nút subscribe hoặc là theo dõi kênh Phan Thiết Phố để ủng hộ Lê Hiếu, để Lê Hiếu có động lực tiếp tục và phục vụ mọi người, đem đến những cái món ăn của Phan Thiết thật là ngon đến với mọi người nha. Bây giờ thì Lê Hiếu xin chào và hẹn gặp lại ạ.